gã khổng lồ tài chính BlackRock đã đầu tư 1 tỷ USD vào Bitcoin trong một tuần, tiếp tục bơm thêm 300 triệu USD vào đầu tuần mới, đẩy lượng nắm giữ của họ lên đến gần 400.000 BTC, một vị thế khủng chỉ đứng sau Binance. Khi BlackRock không ngừng mở rộng ảnh hưởng trong thị trường crypto, giới đầu tư trở nên phấn khích nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cùng lúc đó, hai ví cá voi Bitcoin bất ngờ hoạt động sau 12 năm, đưa ra dấu hiệu có thể là chốt lời hoặc một chiến lược chưa rõ ràng. Câu chuyện tiếp tục trở nên phức tạp khi Bhutan và các nhà đầu tư quốc gia cũng chuyển lượng lớn Bitcoin lên sàn, dấy lên lo ngại biến động mạnh trên thị trường. Trong khi đó, CEO Tether cảnh báo về nguy cơ từ phía chính phủ Mỹ, nhấn mạnh sự bấp bênh và cam kết của công ty đối với tính minh bạch. Không chỉ có các tên tuổi lớn, PFest 2024 cũng khai mạc với kỳ vọng mới cho Bitcoin khi ứng dụng Map of Pi đánh dấu các điểm thanh toán trên toàn cầu. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Gần đây, BlackRock đã khiến thị trường tiền điện tử bùng nổ khi chi 1 tỷ USD mua BTC chỉ trong một tuần và tiếp tục đầu tư thêm 300 triệu USD vào đầu tuần này. Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, BlackRock hiện đang sở hữu 399.525 BTC, trở thành một trong những tay chơi lớn trên thị trường, chỉ sau Binance với 667.526 BTC. Cũng theo Arkham, BlackRock đều đặn mua vào khoảng 600 BTC mỗi ngày theo chiến lược mua định kỳ đã khởi động từ tháng 10. Ngoài BTC, BlackRock còn gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại MicroStrategy lên 5,2%. MicroStrategy mặc dù không phải là quỹ ETF nhưng lại là doanh nghiệp sở hữu nhiều BTC nhất hiện nay, và cổ phiếu của công ty tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của BTC. Hôm nay, MSTR đạt đỉnh 260 USD, mức cao nhất trong 24 năm qua, với mức tăng 125% chỉ trong tháng 9 và 470% từ đầu năm. Theo phân tích từ Bloomberg, ETF MicroStrategy 2X của T-Rex hiện có biến động lên tới 168%, thu hút các nhà đầu tư thích rủi ro cao, lợi nhuận lớn. Với chiến lược bền bỉ và quyết liệt, BlackRock đang trên đà trở thành một trong những tổ chức nắm giữ BTC lớn nhất, khẳng định cam kết sâu sắc của mình đối với tài sản tiền điện tử. Hai ví cá voi không hoạt động từ năm 2012 bất ngờ vừa thức giấc, đánh dấu giao dịch đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Sở hữu tổng cộng 1.149 BTC trị giá 80,4 triệu USD. Whale Alert báo cáo rằng, vào ngày 29 tháng 10 năm 2024, một ví với 749 BTC đã chuyển 159,2 BTC trị giá 11,3 triệu USD trong giao dịch đầu tiên sau 12 năm im lìm. Giao dịch này để lại khoảng 124,2 BTC làm tiền thừa và chuyển 35 BTC vào một địa chỉ ví khác. Trước đó, vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, một ví cá voi khác chứa 399 BTC trị giá 27,21 triệu USD cũng đã thực hiện giao dịch đầu tiên kể từ năm 2012, chuyển 100 BTC lên sàn Bitstamp. Những động thái từ các địa chỉ cá voi lâu đời trong thời điểm BTC vượt mốc 70.000 USD gây lo ngại về khả năng chốt lời có thể làm dao động thị trường. Không chỉ có các ví cá nhân, Bhutan, quốc gia sở hữu 12.456 BTC, xếp thứ tư thế giới về lượng BTC nắm giữ, cũng chuyển 929 BTC, tương đương 66 triệu USD lên Binance vào ngày 29 tháng 10. Bhutan đã bắt đầu khai thác BTC từ năm 2019, tận dụng nguồn thủy điện dồi dào và nay tiếp tục khiến thị trường tò mò về kế hoạch đầu tư tiếp theo. Trong một động thái mới, CEO Tether Paolo Adorno đã thẳng thắn chia sẻ lo ngại rằng chính phủ Mỹ có thể xóa sổ Tether bất cứ lúc nào dù công ty luôn tuân thủ luật pháp. Ông khẳng định Tether luôn nỗ lực hợp tác với các cơ quan như FBI và Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt. Được lưu ký tại Cantor Fitzgerald, Tether sở hữu tới 80 tỷ USD tín phiếu kho bạc Mỹ, giúp củng cố vai trò chiến lược của mình. Adorno cũng bày tỏ sự lạc quan rằng, dù kết quả bầu cử tổng thống sắp tới thế nào, Tether vẫn sẽ hưởng lợi từ một khung pháp lý rõ ràng hơn. Ông nhấn mạnh rằng, việc Tether nằm trong top 18 nhà đầu tư tín phiếu kho bạc Mỹ giúp duy trì vị thế đồng USD trên toàn cầu là lợi thế cho cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Trước cáo buộc từ Wall Street Journal về việc Tether bị điều tra vi phạm lệnh trừng phạt, Adorno kiên quyết bác bỏ, gọi bài báo là vô trách nhiệm, với quan điểm chỉ tội phạm ngu ngốc
mới dám dùng USDT để rửa tiền. Tether khẳng định cam kết bảo vệ hệ thống tài chính và hợp tác chặt chẽ với chính quyền. Giá Bitcoin Dogecoin đã tăng vọt hơn 16% vào tối qua khi Elon Musk tiết lộ kế hoạch mang tên Department of Government Efficiencies, gọi tắt là DOGE, trong buổi vận động tranh cử của Donald Trump tại New York vào ngày 28 tháng 10. Tại đây, CEO Tesla và SpaceX bày tỏ quan điểm ủng hộ Trump, đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách Mỹ lên đến 2.000 tỷ USD mỗi năm, thu hút sự chú ý nhờ viết tắt trùng hợp với ticker DOGE của Dogecoin. Với việc Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm Musk lãnh đạo dự án này nếu đắc cử, kế hoạch DOGE đã ngay lập tức tạo nên làn sóng hứng khởi trong cộng đồng đầu tư Dogecoin, biến meme coin này trở thành biểu tượng mới cho chiến lược chính trị của hai nhân vật quyền lực. Giá DOGE đã chạm mức cao nhất trong 5 tháng ở 0,169 USD, khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh tăng 33%, khẳng định niềm tin của giới đầu tư vào sự bền vững của DOGE. Không chỉ là một trò đùa của Musk, DOGE đã mang lại kỳ vọng rằng meme coin sẽ gắn liền với chiến lược kinh tế mới của Mỹ. Hình ảnh Musk ghép cùng biểu tượng Dogecoin càng khiến cộng đồng hứng khởi, gọi vui đây là chỉ báo Trump khi một chiến thắng của Trump có thể đưa Dogecoin lên đỉnh mới. Sau nhiều chờ đợi, PFed 2024 đã chính thức khai mạc, mang đến một bước tiến lớn cho cộng đồng P-Network và mở ra những cơ hội mới để tích hợp P-Coin vào các hoạt động thương mại trên toàn cầu. Dù sự kiện chính bắt đầu vào ngày 29 tháng 10 năm 2024 theo giờ Mỹ, sức nóng của sự kiện đã lan tỏa khắp nơi khi Map of Pi, ứng dụng bản đồ thương mại của hệ sinh thái Pi, đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể của các địa điểm chấp nhận thanh toán Pi tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và nhiều khu vực khác. Đặc biệt, ứng dụng này không chỉ giúp mở rộng hệ sinh thái thanh toán của Pi, mà còn nhận được chứng nhận chính thức từ Pico Team, trở thành một trong những DApp đầu tiên được thẩm định an toàn và lưu hành trên Pi Browser. PFed 2024 đã thực sự mở ra một trường mới cho việc phổ cập và sử dụng Bitcoin trong các giao dịch hàng ngày, góp phần hướng tới giai đoạn Open Mainnet mong đợi. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe bản tin. CrypticVan hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. CrypticVan xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.